Con chi tiểu cả nhà nhé, hôm nay là ngày mùng 10 này. Tháng 10 là ngày rằm nhé. Hàng của nhà em này. Đây tin rồi xả của nhà em nhé. Đông trùng hạ thảo này, đây là hàng loại ba nhá, đông trùng hạ thảo này. Một hộp này là nửa làng này, nửa làng uống được 3 tháng. 300.000 một hộp. Đây là hành nhân này. Vỏ lúa nhá, loại mỏng nhất này, không phải loại rẻ đâu. Loại rẻ nhà em không bán, loại rẻ nó có hơn 100.000 nhà em không bán. Đây là nhân ốc chó này, tin rồi xả này. Này có tạo dựng cuộc đời nhá. Đấy, hôm nay là đơn của em thứ này, bây giờ là em đóng. Đủ đủ đực cái nhá, đủ đực nhà em từ ngâm mật ong này. Em đã rửa sạch, em phơi hẹ thế này, bắt đầu là em lên em ngâm. Bình này là 1 cân.